những yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhà yến. Với nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng cao bởi các sản phẩm được chế biến từ tổ yến, có rất nhiều gia đình đã đầu tư cho mình một hệ thống nuôi chim nhà yến công nghiệp. Trong đó, ngoài phần cứng là các căn nhà để chim yến làm tổ thì có một thành phần hết sức quan trọng khác, đó chính là âm thanh nhà yến. Để thu hút được yến đến làm tổ nhiều và thường xuyên thì việc quan trọng nhất mà các bạn cần làm đó chính là phải thiết kế và lắp đặt được một hệ thống âm thanh trong nhà yến hoàn hảo để thu hút được yến đến làm tổ. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhà yến. Công cụ hỗ trợ âm thanh dụ yến hoàn hảo. Âm thanh dụ yến là một trong những yếu tố nhằm thu hút chim yến tìm tới nhà yến ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, có những lúc âm thanh dụ yến vô cùng tốt, chim yến tìm tới nhà yến rất nhiều nhưng chúng lại không chịu ở lại nhà. Nguyên nhân chính là do vị trí các bạn đặt loa không được chính xác. Chim yến sẽ tìm tới nhà yến khi chúng nghe được những âm thanh dụ yến từ những chiếc loa. Nhưng nếu như chiếc loa này đặt quá gần với cửa chuồng thì rất khó để chim yến có thể bay vào được. Những yếu tố quan trọng trong hệ thống âm thanh nhà nuôi yến. Hệ thống âm thanh nhà nuôi yến là một hệ thống được xây dựng tương đối khá phức tạp về tất cả mọi mặt. Để có một hệ thống âm thanh nhà nuôi yến hoàn hảo thì phải yêu cầu đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu những yếu tố trong hệ thống âm thanh nhà nuôi yến. 1. Âm thanh ngoài. Thời gian phát từ 5 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Để có được sự thu hút cao cho chim thì âm thanh ngoài trước tiên cần phải đảm bảo được phân thành 3 vùng rõ rệt như sau. Thu hút chim từ xa. Đây là một trong những yếu tố đầu tiên cho việc dụ dỗ chim về nhà yến. Vùng này thường được sử dụng bởi những loại loa có công suất và khuếch đại tần số âm thanh vang vọng đi xa có tên gọi đó là bazooka. Bazooka có hình nón, có độ dài tầm khoảng 60-80cm², đường kính miệng loa từ 15-20cm, vật liệu làm loa là inox, gang, nhựa tốt. Công suất hoạt động của loa trung bình là khoảng 100W, tần số từ 15-20kHz. Thu hút chim tầm gần. Khi chim đã phát hiện và xuống gần đến nhà yến thì chúng ta cần có loại loa để thu hút và gom chim đến gần cửa vào. Thông thường loại loa này có hình lục giác, hình bát giác, được thiết kế theo hình tròn từ 6 đến 8 loa thạch anh cỡ trung. Loại loa này được thiết kế có khả năng chống nước và đặt ở chiều cao khoảng 50cm trên cửa ra vào của nhà yến với cường độ phát nằm trong khoảng 80-95dB. Loa cửa vào hay còn gọi là loa miệng lỗ. Hiện nay vẫn chưa có quy định chính xác về kích thước và hướng để đặt cửa cho chim yến vào nhà. 2. Âm thanh trong. Hệ thống âm thanh trong này được chia làm hai khu vực chính, đó là khu vực trung tâm và khu vực cạnh tường, với thời gian phát là liên tục 24/24 giờ. Khu vực trung tâm, khu vực này thông thường sẽ chia thành những vùng có diện tích trung bình là 5m x 4m hoặc 5m x 5m. Mô hình cho loa trung tâm ở 3 khu vực đó là rung chuyển 4 cụm, VIP 2 5 cụm, VIP 1 6 cụm cộng 1 bát giác. Cạnh tường là chuỗi những loa đơn gắn cặp tường xuyên suốt nhà yến. Miệng loa được đặt hướng ra đường vào của chim, đặt vuông góc với thanh làm tổ và được đi song song với nhau. 3. Hệ thống loa dẫn. Đây là loa quan trọng nhất trong hệ thống âm thanh của nhà yến với nhiệm vụ trung chuyển chim từ phòng lượn qua phòng trung chuyển để đến các phòng VIP. Nếu hệ thống này hiệu quả thì chim yến vào nhà dễ dàng hơn. Thời gian phát từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Chúng tôi hy vọng với những thông tin chia sẻ về những yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhà yến vừa rồi thì các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích để phục vụ cho việc nuôi yến của mình. Chúc các bạn thành công!